Dạ Ngọc Ngân, dạ anh Kiệt, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì một buổi sáng rất là tinh mơ luôn, anh Kiệt đang làm gì đó anh Kiệt? Anh đang hái dâu ở vườn anh trồng nè. Dạ, ủa cây này trồng mấy lâu chưa mà bự dữ anh Kiệt? Ở cái này anh trồng chắc khoảng 2 năm rồi nè, mà hôm rồi tới nay mà trái quá trời luôn. Bây giờ sáng anh mới dậy anh thấy trái nó sum xê nè, chín quá anh hái để ngâm rượu để mình chuẩn bị mình pha đặng uống Tết nè. Dạ, ủa Rồi mình ngâm là mình chế rượu gốc vô thôi hả, chứ mình có bỏ đường bỏ gì nữa không anh? em bỏ cái chừng 200-300 gram đường phèn được rồi cho nó hơi ngót ngót vậy đó. Vậy nhưng mình không bỏ cũng không sao. Không bỏ cũng Dạ, được. cái này mình ăn tươi được không anh? Cái này ăn tươi rất là ok. Em lựa mấy cái trái chín vậy nè nè, đưa em ăn thử trái nè. Dạ. Chín là ăn nó rất là ngọt. Nó đen vậy là nó ngọt hả? Nó đen là nó ngọt. Còn mấy trái đỏ đỏ anh, chắc nó chua không? Mấy trái đỏ đỏ chua. Hả? Mấy trái chín này này thì nó ngọt ok lắm nè, em ăn thử trái này đi, Dạ. ngon lắm. Cái này dễ trồng. Dạ. Không, rồi anh trồng kia hai cây nhỏ mà nay nó cũng phát triển bông quá trời, Là ổ mình đi trái quá trời mình luôn đợi nè. cây đó thôi anh chị. Này anh mới trồng nay có 2-3 tháng chứ gì. Dạ. Hồi lúc em thấy cái cây gì mà nhỏ xíu á phải Nay có trái chín luôn rồi nè Ngân không? nè, Dạ. đây 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 Rồi anh thấy nè. nha. Hả? Trái đầu mùa Mấy luôn. cái trái xanh này chắc ăn chưa được ha anh? Cái trái đó chưa được em, Sao nó nhiều quá? mà em coi nè, trái nó xum xê chưa đó, coi Dạ. nè, rồi Trời ơi. trái chín mà ngon ghê Cái không. này mình có bón phân gì cho cây nhiều không anh? Anh bỏ xương xương hả, anh bỏ uge xanh á, Dạ. rồi cái mình lâu lâu mình bỏ nhúm ít ít thôi, đừng bỏ Dạ. nhiều, tại này nó dạ nó cũng dễ trồng nữa, Rất là dễ trồng luôn dễ đúng không? trồng luôn. Mua cái nhánh nhỏ, không, gọi mua nhánh nhỏ có chút xíu vậy nè, mà nay Dạ. quá trời Cái này ngon em thấy luôn. mình ăn tươi ngon quá anh. Ăn tươi ngon lắm, ăn tươi mà em bỏ vô ngăn mát đó cho nó lạnh lạnh ngon lắm Dạ, đâu nè. đi mình qua đi không qua cái cây bên cây đây kia nè. cây nó mình trồng 3 cây chắc ăn không hết luôn hả? Trời ơi, đây mấy bạn ăn hoài ngày, Đó. nói chung ngày nào cũng hái 2-3 ấy á. Dạ chín quá chừng Đây rành kẹt rành nè, đó, thấy kẹt mê chưa, cái thấy ham quá. dạ cây này nó dễ Cái trồng này được bà không ta? con trồng ở đất thạch đất vòng gì cũng được, nó gì rất là dễ luôn. Cái này là ý là trồng trong một cái giống như bồn hoa vậy đó Như chứ trong có. bồn hoa vậy đó. Dạ này quý cô chú. Nè có chút gì mà nó xum xê luôn. Cái này rất là dễ trồng. Dạ. Cái trái nó chín nè, thấy thương quá đi. Đây nè, Anh Kiệt ngâm được mấy hũ rượu luôn rồi quý cô chú anh anh chị, nha, ngâm được 4 hũ rồi đó. nhưng mà ý là mấy anh chị ăn hàng ngày luôn á. Nó có trái suốt ăn hàng ngày, còn mấy bạn người khách đồ người ta cũng vô người ta hái ăn ngon lắm. Dạ xuất sắc luôn ha. Này Thôi ra chắc cây. mình tạm biệt quý cô chú anh chị, mình đi thu hoạch tiếp Mình thu hoạch tiếp ha. nha. Dạ. Rồi.